Thưa quý vị, tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay sẽ tiếp tục câu chuyện về dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi. Và một trong những nội dung quan trọng nhất của dự thảo lần này là đẩy mạnh giao đất thông qua đấu giá, đấu thầu theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18 của Trung ương. Đây là nội dung được các doanh nghiệp bất động sản đặc biệt quan tâm, bởi quy định mới sẽ trực tiếp tác động tới việc tìm kiếm quỹ đất để xây dựng các dự án. Vậy đề xuất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ có điểm gì khác so với cách làm hiện nay? Phóng viên Thu Hương sẽ thông tin cụ thể đến quý vị ngay sau đây. Vâng thưa quý vị, quỹ đất đẹp để thực hiện các dự án ngày càng eo hẹp và luôn cùng một lúc được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm đến. Trong bối cảnh như vậy, thì việc đấu giá, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư được quyền khai thác sử dụng đất được xem là hai phương thức cạnh tranh, công khai và minh bạch nhất. Theo đánh giá của các chuyên gia, thì dự thảo lần này đã phân định rất rõ các trường hợp giao đất qua đấu giá, qua đấu thầu hoặc không qua đấu giá, đấu thầu, tránh bỏ sót các trường hợp. Còn trước đó thì một số doanh nghiệp cho biết, trong quá trình thực thi luật đất đai năm 2013 đã nảy sinh các trường hợp không thuộc danh mục giao đất nào, khiến các doanh nghiệp và địa phương lúng túng, thậm chí là tới nay còn chưa giải quyết xong. Cụ thể thì dự thảo đã quy định rõ có 10 trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất, còn lại phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có những chia sẻ cụ thể về sự thay đổi quan trọng này. Theo luật đất đai năm 2013 thì chỉ có quy định về các trường hợp đấu giá đất và trường hợp không phải đấu giá đất, không có quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất. Còn trong cái dự thảo luật đất đai sắp tới thì chúng tôi dự kiến đưa vào là có những trường hợp là không phải đấu giá đất và trường hợp phải đấu thầu dự án có sử dụng đất và dự án đấu giá đất. Thì dựa trên cơ sở nguyên tắc là nếu như mà đất đã giải phóng mặt bằng thì cần phải đấu giá cái dự án có sử dụng đất đối với cả đất ở, đất thương mại dịch vụ. Còn đối với các cái dự án khác thì có thể là đấu thầu dự án có sử dụng đất, đặc biệt là những cái dự án có quy mô lớn và là điểm nhấn công trình. Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, tuy quy định mới bắt buộc hầu hết các dự án nhà ở thương mại đều phải thông qua đấu giá, đấu thầu, sẽ khắt khe hơn, quy trình chặt hơn, nhưng đây là sự cần thiết cho thị trường chung. Quan trọng hơn, cách làm này tạo ra sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Đã là cuộc chơi công bằng thì tôi và các doanh nghiệp khác sẽ phải tham gia thi đấu và thể hiện năng lực thật, công khai minh bạch, thì đấy chính là hướng đến một cái sự công bằng của xã hội. Và cái phát triển đó nó sẽ có cái tính bền vững hơn là chúng ta để lại cái cơ chế xin cho gây nhiều bức xúc, tạo nhiều kẽ hở cho tham nhũng, tham mô. Vâng, theo khảo sát. Có vẻ là qua cái chia sẻ này thì có thể thấy là trong một cái đề xuất mới của dự thảo thì là chúng ta sẽ xóa bỏ được cái tình trạng xin cho hoặc là giao đất không đúng mục đích mà cũng đã gây ra nhiều vấn đề tiêu cực, không chị ạ? Vâng, đúng là theo khảo sát của nhóm phóng viên chúng tôi thì đông đảo cộng đồng doanh nghiệp họ tỏ ra khá đồng tình với những quy định rõ ràng trong dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này. Và đây cũng là cơ sở quan trọng để các địa phương phân định rõ các trường hợp giao đất cho từng dự án cụ thể. Tuy nhiên, để hoàn thiện tốt hơn nữa các quy định trong đấu giá, đấu thầu đất thì các doanh nghiệp đã đưa ra các góp ý cụ thể, trong đó có cả ý kiến từ các nhà đầu tư nước ngoài. Có mặt tại thị trường bất động sản Việt Nam hơn 15 năm qua, một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp nước ngoài này chính là tìm kiếm quỹ đất sạch để phát triển dự án. Khi biết được thông tin sẽ có sự thay đổi trong quy định về đấu giá, đấu thầu trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, doanh nghiệp mong muốn sẽ có cơ hội tìm được quỹ đất phù hợp, tiết kiệm thời gian, chi phí. Chúng tôi sẽ rất vui nếu Việt Nam có thể đưa ra các hướng dẫn rõ ràng cho việc gọi thầu dự án và đấu thầu quỹ đất. Và việc này sẽ giúp chúng tôi có cơ hội có được các quỹ đất lớn. Và thực ra thì cách này cũng sẽ giúp Việt Nam thay đổi diện mạo đô thị. Do đó tôi nghĩ rằng đây là một bước đi quan trọng để quy hoạch lại đô thị, giúp cân bằng nguồn cung nhà ở. Rất nhiều nước đã áp dụng thành công cách thức này. Tuy nhiên, theo đề xuất trong dự thảo, thì dự án có quy mô diện tích từ 100 ha trở lên mới đủ điều kiện đấu thầu, còn dưới 100 ha sẽ cơ bản là đấu giá. Trong khi với hình thức đấu giá, ngân sách nhà nước phải thu xếp trước tiền giải phóng mặt bằng, trung bình khoảng từ 2,5 đến 5 tỷ đồng một ha. Như vậy, con số có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Không phải địa phương nào cũng có thể bố trí nguồn lực để thực hiện, dẫn tới dự án có thể bị ách tắc. Nên phân ra là đất của các cái đất mà ở đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, đô thị loại 2 nó phải khác nhau, không nên đưa ra đồng loạt một cái tiêu chuẩn là 100 hectare.
Bởi vì như vậy thì chỉ có cái số lượng mà doanh nghiệp tham gia được ít thì nhà nước phải đầu tư cái lượng tiền rất lớn vào cái việc chuẩn bị. Bởi vì nếu mà anh muốn đấu giá đất là anh phải giải phóng mặt bằng, anh phải làm đất sạch thì anh mới được đấu giá. Mà như vậy thì cái tiền để mà chuẩn bị của nhà nước, của các cơ quan, các địa phương ấy là sẽ rất lớn. Vì vậy chúng tôi cho rằng về cái đấu thầu của đấu giá của dự án, về nguyên tắc thì là đúng, là nên. Nhưng mà tổ chức như thế nào và quy mô như thế nào cần hướng dẫn cụ thể trong luật đất đai thì cái đó cần phải tham khảo thêm nhiều ý kiến để cho nó chính xác. Bởi vậy các doanh nghiệp đề xuất chỉ nên quy định dự án khu đô thị chỉ cần có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên là được đấu thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho cả địa phương và doanh nghiệp. Còn nếu vẫn giữ tiêu chí 100 ha thì quy định rất có thể sẽ bị lách luật bằng cách chia nhỏ thành nhiều dự án, gây khó khăn trong quản lý. Các chuyên gia cũng lưu ý, luật đất đai nằm trong mối liên hệ mật thiết với rất nhiều luật khác. Việc sửa đổi cũng cần tránh sự xung đột, mâu thuẫn giữa các luật, đặc biệt là luật đấu thầu sửa đổi. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép chủ yếu thuộc mã HS7306.61 và 7306.30 nhập khẩu từ Việt Nam. Trong vụ việc này, nguyên đơn gồm các doanh nghiệp sản xuất ống thép lớn tại Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam nhập khẩu thép cán nóng HRS là nguyên liệu chính để sản xuất ra ống thép từ Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, sau đó gia công, chế biến đơn giản thành ống thép và xuất sang Hoa Kỳ nhằm lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tương ứng mà Hoa Kỳ đang áp dụng với các nước trên. Mô hình đại siêu thị của doanh nghiệp ngoại những năm qua gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai dự án mới. Tuy nhiên, việc liên kết với doanh nghiệp nội đã giúp giải quyết điểm mấu chốt này. Bằng chứng là sau khi tập đoàn Thaco nhượng quyền độc quyền hoạt động kinh doanh của đại siêu thị E-Mart tại Việt Nam, kế hoạch mở rộng đã được triển khai nhờ lợi thế vào quỹ đất của mình. Tại hội nghị khách hàng mới đây, đại diện Thiso Retail cho biết E-Mart Việt Nam sẽ mở thêm 2 đại siêu thị trong năm nay. Kế hoạch trong 5 năm tới đạt 20 siêu thị và đến năm 2026, mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ, trở thành đại siêu thị có thị phần lớn nhất Việt Nam. Nhằm đạt được mục tiêu, đơn vị bán lẻ này cũng chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ như ứng dụng mua sắm trực tuyến, vận hành hệ thống lấy hàng tự động.